Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một mẹo. Có nhiều bạn cứ hỏi mình, anh ơi xe tại sao côn nó nặng quá như thế này như thế kia. Mình luôn trả lời với anh em là côn nặng quá dễ lắm, đi tập gym đi, tập cho tao cho nó khỏe lên, mình thích đi là coi không có gì hết, đùa thôi. Hãy chọn các phương án, sau đó hãy coi mẹo. Rồi, bắt đầu. Toàn bộ các xe côn tay thì cầm côn khi mà nhà sản xuất đưa ra đều xét như thế này, rất là xa khi đông. Khi chúng ta bóp, chúng ta phải bóp hết. Và khi chúng ta phải nhả gần hết xe mới bắt đầu chạy. Điều này gây ra sự lãng phí sức lực khi chúng ta bóp và giữ nó rất là nặng. Vì thế nên xe của mình, chiếc nào cũng vậy, trên mỗi cầm côn nó sẽ có một cái nút chỉnh để tăng đưa. Chúng ta muốn nó nhẹ hơn, chúng ta hãy đẩy nó vào, vặn nó vào đến khi nào cầm côn ở vị trí lỏng gần sát khi đâu mà lúc đó bóp hết nó vẫn ngắt con là ok. Thì khi đó chúng ta sẽ bắt đầu test bằng cách là nổ máy thử. Nếu ta nổ máy thử, chúng ta đứng tại chỗ bóp hết con vô số 1, xe không chạy tới, điều đó có nghĩa là bạn đã chỉnh đúng. Còn nếu xe bạn chạy tới khi vẫn đang giữ con thì có nghĩa là sai. Đây tôi sẽ chỉ khi mà chúng ta làm sai. Khi mà chúng ta chỉnh sai có nghĩa là chúng ta cho nó quá mềm, nó quá sát, chúng ta bóp nó không thể ngắt được, để xe nó tự động nó tiến tới mặc dù tôi vẫn bóp con. Như vậy là chỉnh sai. Chỉnh đúng là khi mà chúng ta bóp con vào nó vẫn có thể ngắt máy được ở số 1. Đấy, nó vẫn ngắt hết máy. Chúng ta bóp rất là nhẹ, khoảng cách chúng ta bóp rất là ít, thậm chí tôi phải xài một ngón tay, tôi không cần làm gì hết, tôi giữ một ngón, không vấn đề gì cả, trong rất là thời gian dài. Rồi, ok, mẹo này hy vọng bỏ tắt rồi. Mẹo này hy vọng các bạn sẽ học được sớm ha. Bye bye mọi người.